Rồi chào anh em, đây là cái ống kính tiêu cự rất là dài 100 đến 400 của Sigma dành cho ngàm E của Sony. Đó, thì đây là cái Sony A7. Hôm nay mình giới thiệu với cái ống kính này, đây là ống kính thuộc cái dòng gọn nhẹ và chất lượng của Sigma. Rồi, chúng ta biết là Sigma họ phân cái loại ống kính của họ ra làm 3 dòng. Dòng A mình hay gọi là ống kính ạc đó của Sigma, đó là cái ống kính cao cấp với là hệ thống thấu kính rất là chất lượng và khẩu lớn cho những người chụp chuyên nghiệp. Và cái ống kính dòng S Sport, tức là cái dòng ống kính mà Sigma họ thiết kế từ ngoài cái thân ống kính cho đến cái hệ thống thấu kính, phục vụ cho những người chụp thể thao hay là hoang dã, chịu thời tiết bền bỉ này kia. Còn cái dòng C có nghĩa là cái dòng ống kính như ống kính này thì Sigma họ hướng đến những người dùng phổ thông hơn, mà nó có cái khối lượng nhẹ hơn và linh hoạt hơn đó, và giá cũng mềm hơn nữa. Thì đây là cái ống kính có một cái giá tiêu cự từ 100 đến 400 cho cái hệ thống mà máy không gương lật full frame của Sony ngàm E đó. Thì mình sẽ gắn vào đây tí nữa mình thử. Trước hết là anh em nhìn thấy trên cái ống kính như thế này nè, họ có cái chữ DN, tức là cái có cái chữ này tức là cái dòng ống kính mà Sigma dành cho cái hệ thống máy ảnh không gương lật, họ gọi là cái ngàm L Liên Minh đó, dòng mirrorless mà cảm biến 4/3 hoặc là cái dòng mirrorless full frame của Sony. Cái ống kính này mình thấy nó nặng hơn 1 kg, ở trên cái thông số là 1.3 kg thì rất là nhẹ, tháo cái hút ra thì nó chỉ còn có nhiêu đây thôi. Thì ở trong này họ có đến 16 cái thấu kính họ gom lại trong những cái nhóm ống kính. Thì hồi trước thì Sigma họ sản xuất cái tiêu cự này cho cái máy ảnh full frame của DSLR. Đây là cái ống kính có tiêu cự giải tiêu cự dài đầu tiên cho cái máy ảnh không gương lật. Thì họ nâng cấp nó lên bằng cách là họ đưa các cái thấu kính cao cấp của họ, như là cái thấu kính F để mà chỉnh cái độ méo cũng như là chống viền tím, và làm cho cái chất lượng cái ánh sáng khi mà đi qua cái hệ thống thấu kính này để có cái hình ảnh nó chất lượng hơn, thì nó nâng cấp lên so với cái ống kính 100-400 mà trước đây họ làm cho dòng full frame DSLR. Cái hệ thống lấy nét của cái ống kính tele này là họ dùng cái motor bước, thêm nữa là cái hệ thống lấy nét rất là êm mượt, để khi mà người dùng có thể là vừa chụp hoặc là vừa quay video mà nó không bị ảnh hưởng đến cái âm thanh khi chúng ta thu trực tiếp, khi vận hành cái ống kính vòng nét nó xoay á, nó không phát ra cái tiếng động để nó ghi cái tiếng ồn ào vô trong cái máy. Khoảng cách lấy nét gần nhất á, thì là ở tiêu cự 100 chúng ta có thể lấy nét ở khoảng gần 0.9 m, có nghĩa là chưa tới 1 m. Đó. Nhưng mà ở tiêu cự 400 thì là khoảng 1.3 m. Thì như vậy là với cái khoảng cách lấy nét gần nhất như vậy thì chúng ta vẫn có thể có được chụp những cái cận cảnh hay là những cái vật thể gần hơn. Chống rung của cái ống kính này nó được đến 4 stop, và chúng ta ở trên này họ chia làm 3 cái nấc để chúng ta tùy chọn cái mức độ chống rung. Và Sigma nói là cái hệ thống chống rung trên ống kính này nó tương thích hoàn hảo với lại hệ thống chống rung trên cái body của máy ảnh. Hai cái nó kết hợp lại với nhau để với một cái tiêu cự dài 400 thì cái khả năng rung lắc nó sẽ bị gần như là triệt tiêu, để mà có những cái hình ảnh nó đạt cái độ sắc nét cao nhất, nhất là khi mà chúng ta dùng cái khẩu lớn. Rồi, có một cái nút ở trên này họ ghi là AFL, thì cái nút này là để chúng ta sau khi lấy nét rồi chúng ta khóa cái nét lại, nhất là những anh em mà chụp chim hay là chụp những cái vật thể xa tiêu cự dài thì sau khi đấy thì chúng ta chỉ cần một chạm vô cái nút này thôi thì chúng ta có thể khóa nét lại. Chúng ta chỉ bấm thay vì nó cứ chạy ra chạy vô hay là nó sai nét khi mà chúng ta chờ đợi. Ống kính Sigma thì anh em biết rồi ha, nó cũng thò ra thuộc vài như thế này, nhưng mà cảm giác khi mà mình xoay để mà thay đổi tiêu cự thì nó chắc chắn ha, tại vì có một số cái ống for tức là cái hãng thứ ba như là Tamron hay là Sigma ngày xưa chúng ta xài những cái ống kính, nhiều khi cái vòng để thay đổi tiêu cự này nó lỏng á, xài thời gian nó lỏng thì nó hay bị dịch chuyển ha, nó chạy. Thì cái này mình thấy rất là chắc chắn, thì họ đã thay đổi cái thiết kế cũng như là cái cấu trúc vận hành. Cái phi của cái thấu kính ở trước này á, filter á, là 67. Ở trước này thì chúng ta thấy nó có một cái vòng cao su để cho nó bám chắc, và cũng là cái vòng này khi chúng ta kẹp thêm cái cover để chúng ta gắn lên chân máy á, nó chắc chắn ở cái chỗ này. Mình cầm ống kính rất là chất lượng, nhưng mà cái khối lượng của nó chỉ có hơn 1 kg thôi, gọn nhẹ.
Thì Sigma dành cái này cho những cái đối tượng mà phổ thông hơn, muốn có tiêu cự dài mà giá rẻ. Hiện tại giờ thì mình thấy là ở Sigma Việt Nam họ công bố giá là 21 triệu cho cái ống kính này. Mình thấy với một cái giá đó, những người mà có nhu cầu sử dụng cái tiêu cự dài cũng là một cái giá thấy là có thể tham khảo đầu tư nếu mà chúng ta có nhu cầu dài. Sigma cũng có thêm hai cái teleconverter để chúng ta có cái tiêu cự dài hơn tương đương, đó là 1.4x và 2x để mà chúng ta nhân lên cái tiêu cự. Cái ống kính này nó cũng tương thích với lại các cái máy ảnh APS-C. Như vậy chúng ta có thể nhân lên 1.5 với cái tiêu cự này là khoảng 150 đến 600 đó. Anh em thấy là cái đặc tính của mirrorless là gọn nhẹ, ngày xưa chúng ta hay nói vậy ha. Nhưng mà để mà có những cái ống kính chất lượng cũng như là những cái tiêu cự mà nó đa dạng hơn, nó đa năng hơn thì cũng không có gọn nhẹ lắm đâu. Nếu mà gắn cái hút vào đây để che nắng nữa thì nó là như thế này ha. Tất cả những cái tinh chỉnh và các cái nút bấm nó nằm ở bên phía trái này, nằm trên cùng cái ngón tay. Khi chúng ta cầm như vậy thì chúng ta có thể thay đổi các cái tùy chỉnh nằm ở đây cũng tiện. Đây là cái vòng khóa tiêu cự. Thì Sigma họ là cái hãng thứ ba họ làm các ống kính. Hồi xưa thì làm cho Canon và Nikon, bây giờ họ làm cho Sony một số ống, cũng như là họ rất là tích cực trong cái việc mà làm ống kính cho hệ thống máy mirrorless mà giá nó mềm hơn để cho người ta có khả năng dễ dàng đầu tư hơn, thay vì mua và giá rất là cạnh tranh. Thay vì mình đầu tư một cái ống kính chính hãng thì giá cao, nhưng mà có nhiều người thì ngân sách thì không đủ nhưng mà thích có những cái tiêu cự cũng như là chất lượng ống kính, thì Sigma là một cái hãng ống kính mà mình nghĩ là anh em cũng nên tham khảo. Và đặc biệt là Sigma họ vẫn sản xuất ống kính tại Nhật đó, chứ không có mang đi nơi khác hay là một cái nhà máy ở nước khác sản xuất. Riêng với Sigma là như vậy đó, họ đảm bảo được cái chất lượng mà ống kính khi mà anh em nhiếp ảnh có nhu cầu mua cái ống hệ thống ống kính của Sigma. Rồi đó, thì giới thiệu với anh em đây là một ống kính có giải tiêu cự siêu tele từ 100 đến 400 trên cái hệ thống máy ảnh full frame mirrorless gắn trên cái Sony như thế này. Anh em có thể đây là một cái ống kính tham khảo. Thứ nhất là những ai có nhu cầu một cái ống kính giá mềm hơn so với giải tiêu cự này mà ống kính chính hãng 100-400. Thứ hai là gọn nhẹ, rất là nhẹ ha, và thiết kế rất gọn. Họ nói là ngay cả khi họ chọn các cái thấu kính để mà họ làm á, như thế nào đó để cho nó cũng gọn hơn, nhẹ hơn, chất liệu sao đó nhẹ hơn. Và thứ ba là cho anh em có cái nhu cầu chụp siêu tele đó, chim cò hay là thể thao hay gì đó như thế này đó. Và chúng ta cũng có thể là không ngại khi mà chúng ta cần mang thêm một cái ống kính dài, tiêu cự dài mang vác theo trong những cái chuyến đi của chúng ta, thì đây là một ống kính anh em có thể tham khảo với giá là xấp xỉ 21 triệu đó. Xin giới thiệu nha em. Cảm ơn nha em.